Xin chào các bạn, lại đến với kênh của Ship. Video ngày hôm nay Ship sẽ chơi Puppy Playtime nhưng mà phiên bản Elmo các bạn. Elmo là một con rối các bạn, màu đỏ. Ship không biết có ghê bằng hết ghê không. Lấy cái này. Chúng ta cùng đi nhanh qua những cái màn này nha các bạn. Tại vì Ship cũng chơi rành rồi. Không khó lắm đâu. Ship phải chơi cũng dễ ẹc à. Đó, đây là Elmo rồi các bạn. Chính nó. Sếp thấy con Elmo này còn ghê hơn con Huggy nữa các bạn. Tuy là Huggy có răng nanh nhưng mà sếp vẫn thấy sợ con này hơn con Huggy. Huggy dù gì vẫn dễ thương hơn. À, chìa khóa. Ok. À, hộp hộp. Ê, ủa. 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 Cái con này đưa chìa khóa cho ta coi. Trời, nó không đưa chìa khóa cho xíu bạn. Cái con Elmo này. Ủa. What the hell. Trời ơi, bị lỗi hay gì các bạn. Xíu cũng không biết nữa. Coi kìa, nó có đưa chìa khóa cho xíu, sao xíu vô. Trời, cái tay bị gì luôn rồi kìa. Cái tay của xíu bị gì rồi. À. Trời đất ơi, cái con này sao mày. Rồi xong, khỏi mở cửa luôn mọi người. Nó bị gì á. Sếp không có lấy được chìa khóa các bạn. Coi nè, dính luôn rồi. Nó không chịu đưa chìa khóa cho sếp. Sau một hồi dằn co với nó thì sếp đã lấy được cái chìa khóa các bạn. Đi tới cái dòng này. Ok, ok. Thiệt là đáng sợ quá đi. Đây là một con... chắc là một thí nghiệm nữa nhưng mà không biết là thí nghiệm nào các bạn. Mình chưa gặp nó đâu, chắc phần sau mình sẽ gặp nó đó. Bây giờ chúng ta đặt vô để gặp Elmo nha các bạn. Video này cũng chơi nhanh thôi. Oh, hello Elmo. Thôi chạy mọi người, chạy. Ship chỉnh độ sáng lên cho thấy đường các bạn. Video trước ship chỉnh tối quá không thấy đường chạy. Hello. Mày tưởng mày có thể hù được tao à? Hất ghi tao còn không sợ kìa. Kẹt. Ok. Hello Elmo. Lại đây. Lại đây. Thôi để tao giúp mày một tay nha. Đi nhanh lên tí. Để tao đi nữa. Bị lỗi các bạn. Con Elmo này bị lỗi. Mày. Dễ bắt được ship lắm. Ok. À, ship thấy cái chỗ bỏ cái băng màu đen vô rồi các bạn. Hôm bữa tối quá ship không thấy đường luôn. Bây giờ thấy rồi nè. Bỏ con băng vô. Để xem cái này có phải thí nghiệm không. Ờ đúng rồi, nó đó. Đây là cuộn băng thí nghiệm 1006 các bạn. Ok. Ở dưới là quá trời đường đi luôn kìa. Chắc là của phần 2 quá. Bây giờ ship chắc chơi lại thử coi con Elmo này nó hù như nào. Ra đây Elmo. Ra đây. Ra đây. Tao đang đợi mày bắt tao đây. Hù cũng không có gì quá ghê các bạn.
Nói chung mod Elmo này cũng không có gì ghê các bạn. Có điều nó xấu hơn Huggy nha các bạn. Huggy vẫn dễ thương hơn. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của Ship. Nếu các bạn thích những video của Ship thì hãy nhớ nhấn chuông đăng ký kênh cũng như like và share để giúp kênh Ship đạt được 800.000 sub. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.